À, no, I I don't go to don't work dance. today. I don't work today. So where Yesterday, are you? I have a big issue. I have a big issue. What is Yes. the issue? Issue land Fit man. run config main issue. À, wait, issue correct. Correct, correct. 6 What is it? Correct. EA. Correct. Correct. Damn it. Correct, correct, correct. Vỡ. Correct. Nứt. Đúng không? I don't understand. Correct ý, nghĩa là nó một vết nứt ở trên con hàng ấy. 6 EA. Okay. I have a big problem at work, right? So there is a big crack. There is a big crack on the product, right? On the products. Yes or no? Products. Sản phẩm. Yes. Ok. Yeah. Products on the electronic product. So you need to remain in the company to solve the problem. Remain in the company. Ở lại công ty Yes. to solve the À, problem. no, no, no. When xảy ra issue, I don't know. I don't leave I don't leave the company. It means ở lại a công company. ty. Yes. Yeah, I remain in the company. I go to I go go home. I go home. You go home. I go home. I go. I go home. Yes. So when it happened, Yes. tại sao nó xảy ra khi mà tôi đã về nhà rồi đúng không? Yes. Okay, so it happened when I left the company. When I left the company, so who discovered the problem? Who discovered the problem? Who ai? Yes. Tổng công. Người ta gọi là interested. Interacted. Đâu, quên, in 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 gì? Tổng công đoạn là in ta cái gì quên. Nói chung là người làm trên cái dây chuyền đó biết hả? Yes. Tổng công đoạn hả? Cô không biết cái từ đó. Tổng công đoạn là sao? Để em thử xem. Manager. Đây, Manager. đây, được. Thì dịch trên tiếng Anh, tiếng Việt nó cũng không ra cái từ cổng tổng công đoạn đó đâu. Hay tên Quá riêng quá ngành. quá. Để em à, cái đấy là integrated. Integrated. Integrate. Inter Brad. à không, integrate. Integral. Đúng rồi. Đợi. Integrated. Ừ. Integrated. Là cái người đó tên là Integrated ha? Là đấy được gọi là tổng công đoạn đi. Tổng công đoạn. Cái người phụ trách cái đó đúng không? Vâng. Process. 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 Yes or Yes. no? Yes. Cô không có biết cái chức vụ của người đó nhé. Cô sẽ nói là a person. Who is in charge? Who is in charge of the integrated? Xong ba, chưa giờ cái máy cô bị đứng ngoài nha. Integrated process. Process. Ha. The person who is in charge of integrated process. Integrated process.
Discover the problem. Hả? Who discovered the problem? The person who is in charge of the integrated process discovered the problem. The person is an subject. It's an object. This is the verb. And use you who blah 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 to explain the person. A person who is in charge of the integrated process discovered the problem. Again, giống. So it happened when you left the company. Who discovered the problem? The person. The person who is in charge of the integrated process Discovered discover the problem. the problem. Discovered the problem. So, do you arrive the company? Did you arrive the company early today? Arrive at the company No, early? No. no, no. So, you are on a business trip, right? You are on a business trip in Bắc Giang. Yes. Okay. When will you return to Hải Phòng? I think one week. One. À, I think After one week. one Sau một tuần nữa mới về hả? week. Yes. Hay là next week? Now you are in Bắc Giang. You stay in Bắc Giang for one week and return to Hải Phòng after one week. Yes or no? Yes. Again, I will return to Hải Phòng after one week. I will. I will return to Hải Phòng after one week. One week after one week. After one week. Did you meet Lynn this week? Yes or not? Yes. When do you meet Lynn? When do you meet Lynn? Meeting, gặp Linh. Meet Không. Lynn? Yeah, Meeting. no. No, không thể gặp. This week, no. Yes, You miss Lynn, but you meet. don't meet Lynn, right? Meet. Miss, miss, not meet. You can say I miss her, but I don't meet her. Cô đợi em một xíu. I miss her, but I don't meet her. Dạ vâng. Okay. You can say I miss her, but I don't meet her. I miss Dạ. her, but I don't meet her. Meet her. Miss. Meet. You miss. You miss her, but you don't meet. Meet her. Meet. Yes or no? Meet. Yes and no, right? Yes. Yes. Okay. Do you often chat with Lynn on the phone? On the Yes, I often chat with her on the phone. When in the during the day or in the evening after work? After work, right? at the work. I talk to her after work in the evening. In the evening after I finish my work. In the evening after I finish my work. I finish my work. Again, when do you chat with Lynn? Giống. When do you chat? When do you chat with Lynn? I chat with Ning at 11 p.m. 11 p.m. until 12
Until Until 12. until 12. à 12 12. yes Until 12. yep, 12. yes 12 p.m. and 12 a.m. You say 11 p.m. hả? 11 p.m. until 12 a.m. a.m. it means 12 giờ đêm. A.m. Không phải là trưa đâu nhé. 11 p.m. and 12 a.m. We would say in the middle of the day, we say 12 p.m. But here, in the middle of the night, 12 a.m. 12 a.m. 12 a.m. Look at the book, please. We correct the exercise. Em làm bài nghe này chưa? Em làm rồi à? À, Bạn Linh cũng làm rồi. listen one more time. Nay bạn đừng vào muộn. Nhưng mà càng ngày em càng thấy nghe khó thật. 6.1. Là sao? Nghe càng ngày càng cảm thấy nghe khó bởi vì mấy bài đầu thì nghe dễ lắm. Vèo Thì cái đúng phát rồi. luôn. Dạ. Thì nó phải nâng lên chứ, nó để cho À. em dễ hoài đâu được. Vâng. Tức là nó càng khó có nghĩa là mình càng phải học thêm từ á. Dạ Và vâng. luyện. Có nhiều từ em nhìn vô script là em biết ngay nhưng mà em nghe không ra. Tại vì cái phần phát âm của mình nó chưa có ổn á. Đúng không? Nó chưa có kỹ, xong rồi mình nghe, mình tiếp thu cái bộ não mình nghe không quen, mình xử lý thông tin không kịp, nghe xong rồi mình không nhớ nội dung. Nghe nào. So, I'm on Twitter and LinkedIn. How can I use social media to get a job? Well, the first thing is to have a good profile. On Twitter, it's called a bio, and a professional profile picture. You need to update your profile regularly, and you can also add a link to an online CV. That's a good idea. And how will companies find my profile? Many companies now search online for candidates, but you also have to search for jobs. Many companies are on social media. Look at their pages to find jobs, and you can follow companies on Twitter. Okay, I already do that. What else can I do? Well, it's social networking. That means you have to network. What does that mean I do? First, you add contacts to build your network. You can ask your Facebook friends or LinkedIn connections to introduce you to their contacts. You can also search for useful contacts and ask to connect with them. Another good way to find people is to join professional groups on LinkedIn or Facebook. These are called communities on Google Plus. I see. And it's not enough to have a lot of friends or connections. You have to be active and communicate with your contacts. People need to see you and know something about you. Update your status. That means post something regularly. Post interesting things that are connected with your work and comment on or like your contacts' posts. Join a group conversation or a Twitter chat, or start a conversation about a professional idea. All of these are easy ways to network. Thanks very much, Georgina. Useful ideas. I'll go and update my status now. Contact, what does it mean, Dũng? Dạ, contact liên lạc. Liên lạc, ở trong này mình có từ contacts mà thêm S nhé. Thì nó còn một nghĩa nữa là những người trong cái vòng tròn liên lạc của mình ấy, thì cũng được gọi là contacts. Tức là nó chỉ luôn cả người. Ví dụ Linh nằm trong cái danh sách liên lạc của em thì Linh cũng sẽ là one of your contacts. One of your contacts. So answer my question number one. Number Exercise. Yeah. Exercise four. Number one. one. À, your profile. Profile number two. Profile. Add link contact. Adding contacts. Link contact. Join Joining groups. What group. else? Google. Cho Google. Google Plus. Circle. What? Yes. Let's What? Đấy, có see. dùng Google ấy. You update. Talk about Google Plus. Google Plus.
No, they don't talk about Google Plus. They said that you can join professional groups on Google Plus. Cái circle ở đây sẽ là những người liên lạc với mình. Cái từ circle đây nè, nó mang nghĩa là những người trong vòng tròn liên lạc với mình. Được chưa? Và nó bảo mình là nói về những cái người đó trên Google thì không có nhá. Trong này nó bảo là mình những người cái gì đó, a good way to find people is to join professional groups. Và những cái này nó gọi là communities. Google Plus. Ồ, thế là sao vậy? Em không hiểu lắm. Có nghĩa là ông cái người chuyên gia này đang nói về cái gì, bảo mình nên làm gì đó, thì trong này mình nên làm gì đây? Thứ nhất là mình nên update profile đúng không? Đúng Đây, rồi. mình phải có profile. Cái thứ hai nữa là adding contacts ở trên này nè. Next, joining groups, tức là bảo mình tham gia cái group đó chứ không phải là bảo mình đi kết bạn ở trên Google. Hiểu? Cái từ Yeah. circle ở đây đang nói là những người trong vòng tròn bạn bè của mình ấy. Vâng. Nó bảo là joining groups. Cái chỗ này nó bảo là những người đó, những cái nhóm mà mình gọi là LinkedIn hoặc Facebook á, những cái đó trên Google thì người ta gọi là communities chứ không phải là những cái nhóm này ở trên Google. Bởi vì những cái nhóm này nó trên LinkedIn và Facebook. Hiểu không? Tức là lên Facebook á, mình tham gia cái nhóm đó thì cái nhóm đó nó gọi là professional groups. Còn nếu mình lên trên Google thì nó sẽ gọi là cộng đồng community chứ nó không có bảo mình tham gia những cái group trên Google Plus mà mình tham gia cái group trên Facebook à. Chỗ này hiểu không? Cái từ circle ở đây là vòng tròn nhưng mà trong cái ngữ cảnh này nó có nghĩa là kết bạn ở trên Google Plus không có nha. Mình không có kết bạn trên Google Plus. Mình chỉ có join những cái group trên Facebook hoặc là LinkedIn thôi, không có trên Google Plus. Và cuối cùng là gì? Update your status. Yes or no? Status updates yes or no? Yes. Có Status updates. The next one, exercise 5. Number one, đọc hết câu nhé. Em on Twitter and LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. Number two, You unit need to update your profile regularly. two. Regularly. Regularly. Add the link Add to the link to online a normal CV. CV. Number four. You add contact to build your network. Number five. Update your status. That means post something regularly. Number six. Join group conversation or Twitter chat. Twitter chat. Hôm bữa xem video cô gửi chưa nhỉ? Video đấy em chưa xem được ạ. Xem. Vâng. Ok. Để hôm nào cô gửi từng phần thôi chứ gửi nhiều quá không xem được à. Nhiều quá ngán. Không phải nguyên cái phần nghe là đã mất nhiều nhất thời gian. Em ngồi em nghe mãi không nghe được, em đành mở cái cuốn sách ra xong ngồi nghe nhẩm nhẩm theo nó mới hiểu. À, em xem phần script á hả? Đã. Em xem phần script hay sao? Không nghe phần nghe là cái phần bài nghe này, mấy bài nghe này em thấy nó đầu tiên là em nghe mấy lần nhưng không hiểu theo, phải đành mở xong bắt đầu ngồi cứ nghe nghe theo Mở nó thì cái nào, mở cái script hay là sao? đấy đấy mở cái phần này này đấy. Nghe không hiểu nhưng mà mình phải nghe 2 lần không script trước nhé. Vâng, có nghe nhưng mà không hiểu. Tức là em nhưng mà đó là em được dùng script nhưng mà em phải nghe 2 lần không có script để cho mình biết được là khi nào em làm bài em không đụng tới script mà em vẫn làm đúng, thế là mình cái level của mình nó lên. Cho nên là nếu như mà mình cứ nhìn script đầu tiên á, mình sẽ phụ thuộc vào nó luôn. Vậy em sẽ làm 2 lần, là 2 lần đầu em nghe em không có nhìn script, em làm đáp án đi, rồi xong 2 lần sau em nhìn script xem em có đổi đáp án không. Nếu sau khi em xem script rồi mà em vẫn không đổi đáp án, có nghĩa là
cái phần nghe lần đầu của mình với phần script nó như nhau, tức là mình hiểu á. Dạ, nhiều quá không hiểu à. Gần Nó gần quá. dài đó. Nó dài đó. Ok. Exercises now repeat after me. Where he answer from? Repeat, Where is repeat. the intro from? What do they give each other? What do they give each Each other. other? How do they travel to the expo? How did they travel to the expo? How did they travel to the expo? How did they travel to the expo? Expo. Expo. Can listen. Nghe lần nữa. Tức là em được dùng script nhá, nhưng mà trước khi dùng script nhớ làm bài hai lần không có đáp án đã. Nha. Vâng. Tại vì cái lúc mà em nhìn script là nó thành em làm bài reading rồi. Cho nên mình làm listening hai lần đã. Sau đó rồi mình check đáp án bằng cách nghe script. Sức phát chiêu nè. 6.2. Hello, can I join you? Yes, please take a seat. My name's Jiang Bai. How do you do? My name's Enzo Matti. Is this your first time in Vietnam? Yes, it is. I'm with a textile company in Italy. Here's my card. Thank you. Here's mine. So, you're from Italy. That's a long way to travel. How long did your journey take? It took about 48 hours, I think. I came to Ho Chi Minh City last night, but I left Bologna 2 days ago. I flew to Milan and then to Shanghai. I had a day in Shanghai, so I met some colleagues there yesterday. Were you on the 10 o'clock flight last night? That's right. Oh, we were on the same flight then. Really? For one, where is Enzo from? Italy. Again, he is from Italy. He from Italy. Well, what do they give each other? They Give each other. give each Yeah. other a card. A card. They give a card A to card. each Card. other. Again. Card. Again. They give a card to each other. They give cost a cost each other To each other. to each other Each other. each other Each other, each other. each other Each other. How did they travel to the expo? Cái Did này they thì travel? Yeah, did they travel by train? Yes or no? bài trên đó. No, by No. flying. By plane? Plane. Yes or no? Yes or no? Plane? Yes. Yes, Không. because you say I flew. Yeah. I flew is mean fly. À, nó là máy bay. Vâng, bay. Fly, fly. They fly to, for example, you would say I fly to Bắc Giang. It means I travel by plane. I travel by plane because you fly Linh in Hưng Yên. You're from Hải Phòng. And you fly to Hưng Yên. It means you travel to Hưng Yên by plane. Again, so how did they travel to the expo? Expo. Yeah. Lên. Again, they traveled to the expo by plane again. Giờ phải lại Lên nào. xe vô. Dạ. They À, traveled vâng, to the đây. expo by They plane. travel to the expo by plane. Expo. Expo by plane. Okay, expo by plane. Expo, what does it mean, expo? Expo, à hội nghị triển lãm. Yeah, that's right, Lần exhibition. trước cô bảo là XP. Exhibition, expo.
Exhibition. Exhibition. Ha? Exhibition. Expo. Exhibition này đọc là X, con này đọc là X. Ha? Expo. Exhibition. Expo. Okay. We talk about the past. For example, today, you can say I go to school. Ha? I go to school today. I went to school yesterday. I go to school yesterday. In the past. So the past form take is mean the past form is À, thúc. go, When. went, Met. made, met, Had. have, had, Leave. leave, À, leave. Leave at home. left, À, left à? left, left, À. come, Thêm. came, fly. Fly, quên đi. Fly. How do you pronounce Thêm. Dạ. this word? Blue. Again. Flu. Flu. Blue. Flu. Again. Read the paragraph, please. I came to. Giống. I came to Hồ Chí Minh City last night, but Ừ. now Không có lắm I nè. left two days ago. Flu. I flew to Milan and then to Shanghai. I had a day in Shanghai, so I meet some colleagues there yesterday. University or college. We would say College, college. cao đẳng, Yes, but here we don't say college, we say the college. cô. College. Huh? College, college. College. Well, we will say G and then S, so you just need to say colleagues. Colleague, Colleagues. a colleague, No, colleagues. colleague, colleague, Colleagues. colleague, Cái chữ G mình có thể nuốt nhưng mà nó chặn ngang chỗ cái cổ một tí nha. Colleagues. colleague, Colleagues. Còn em đọc chữ chờ là nó ra âm này. Ha. Ok. Tiếp nhé. Hai đứa không trả lời ha. What did you do yesterday, I stay home. Lynn? I stayed at home. Stay at The home. stayed at home. Giống. What did you do Đây đặt. yesterday? Stay down. I study I studied English. English. Yes, I studied English. Yes. Yesterday, I watched a movie. What did Oh. you do last night, Lynn? Lynn, what did you do last night? When out for dinner. I went out for dinner with who? Alone or with your friends? Alone. Lynn? Alone. Okay. I Alone. went out for dinner alone. Giống. What did Yes. you do last Last night I went out for dinner night? Okay, that's same. The next question. For example, last night I take a taxi to the supermarket. Supermarket. I leave the company at 6 p.m. leave the company at 6 p.m. I fly to Hải Phòng at 10 p.m. I come to my friend's house. I come to my friend's house at 11 p.m. So, take is mean took. What did you do
Last Monday, Dũng nè. Dạ. What did you do Last last Monday. month? Yesterday morning. Yesterday morning. Yesterday morning. I What did you do yesterday morning? study English. Đổi đi. Đổi, em chỉ có học mới học thôi. Okay. Không biết chơi. Really? Ok, Okay. So let me find some activity for you. Free rồi time activity. Ở đó mà watch đã thôi. À. the Ok. TV, watch the Mình phim. từ À đổi quên. sang. Mình từ đổi Hả? sang cái gì nhỉ? Quá khứ đơn nhé. Từ đổi sang quá khứ Vâng. đơn. Stay at home. Stayed at home, ate out, went to the movie, went out to dinner, hoặc là for dinner ha, went to the gym, went on the internet, relaxed, rented movies, had dinner together, slept late, read, vẫn là nói nhưng đọc là read, talked to friends, went shopping, watched videos, and played sports. So what did you do yesterday morning, Dũng? I stay at home. I watch the And go to eat out. ate out yesterday, so it's into ate out. Morning. Lena, yesterday morning, what did you do? I went to work. I went to work. What did you do yesterday evening? Yesterday afternoon? I went shopping. I went shopping. How about yesterday night? Surfing the internet. Surf the internet. Surf. Surfing. Hello? Surf. 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 Surfer. Surfed. Hôm trước Surfing. lên hỏi cô cái phần ED mấy âm sao âm cuối á, surfed the internet, ok, mình đọc lại cái đoạn ED nhé. Nào đọc lại nè. Wanted. Needed. Needed. Helped. Helped. Have Looked. looked, Looked. Watched. Watched. what watched, laughed. 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 Breathed. Grift. Kissed. Kissed. Danced. 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 Fixed. 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 Để cô lấy cái hình kia nó rõ hơn, cái hình này nó mờ, nó bị nhiều chữ. Đây hình này nè. Thực ra là nó chỉ có cái nhóm số 2, nó chỉ có 6 âm hay nhiều đó, nhưng mà nó giống như chỗ là cái âm GH này, nó phiên âm thành âm S. Rồi âm C đi với E nó sẽ phiên âm thành âm S chỗ đây. Thì mình có cái nhóm là P, K, F nè, S, H, C, H, S và chữ X. X phiên âm của nó là KS. Sau đó mình sẽ đọc chữ T nhé. Và mình thuộc hai nhóm này. Nhóm còn lại thì mình phải âm thành âm D. Linh nói là âm đuôi là như thế nào? Cô lấy ví dụ nhé. Làm như từ
lúc nào có từ it ha, mình sẽ là it, thì âm này gọi là âm đuôi. Thì từ orange, orange, em đọc orange, vậy thì nó có chữ or ha, cô ghi lại là or, r, e, n, ha, orange, orange. Thì cái âm đuôi của nó là âm ch, mình phải bật âm này ra. Còn thường em hay đọc là orange, orange, vậy thì thiếu âm đuôi ở chỗ này nhé. Orange, orange. Hoặc là watch, Oh. watch a film, thì em đọc là watch, em đọc là watch a film, vậy thì em thiếu chữ ch. Thì một là mình sẽ đọc là watch a film, nhưng mà thường mình sẽ nói là watch a film, watch a film, thì những cái âm đuôi mình phải đọc. Cái bài em đọc là đọc ở đâu lên nhỉ? Cái bài Dũng gửi là trong cái Trong ví dụ à, trong cái app đấy, nhưng mà em cắt cắt trên máy à, tính nhỉ, em cắt luôn các bạn ủa trên nó cách ở trên máy xem được hả? đấy. Trên máy Vâng, tính xem được. trên máy tính vẫn xem được cô App đó nó có trên máy tính hả? chạy như hệt. Vâng ạ, à, nó có trên web. À đó. Nó Cái là web giống gì today không biết hay rồi. đấy. Đây á hả? À, thì cái này đâu có quảng cáo đâu nha. Không được. Phải cái đây không? Không phải này đâu. Cái này của người Cái Việt mà. gì mà Cái hạt soda gì nè. today đây Đây đúng không? đúng Soda gì. không, có today đúng không con, Em xem trên này đúng không? đúng À. Con mở không? thử nha. Ô Rất thế là hay nhỉ, một em đỡ thêm đỡ cái này phải hay đỡ nè Dũng, có cái phải. này không cần phải xem quảng cáo nè. Ơ nhưng mà em mở kia em có xem có quảng cáo đâu nhỉ? Không có quảng Nó cáo hả? ừ vậy. Ủa? Sao cô có quảng cáo ta? Nhưng mà có phần nghe là lên The sao? closest known relative of Tyrannosaurus rex, named Tyrannosaurus macreensis, has been discovered in New Mexico's Hall Lake Formation. Initially thought to be T-Rex, researchers noticed subtle differences, Nhưng mà including nó a không có chỉnh được slightly một different chấm jaw. năm, nó không chỉnh được 1,5. Ở trên app thì nó chỉnh được không, nhưng mà giờ cô mới biết nè. Để nó cô đọc trên này điện thoại nhỏ. À, em Điện đọc thấy một điện thoại hơi nhỏ. mà em bị thiếu, tại vì Dũng có thể chỉnh được. Ở trên này chỉnh được ta 1,075 x được không? Đây nè. Ủa nhưng mà cái này cái gì á? 0.75x. Thế là tìm của. Cái này không Thì đấy phải là nè. tìm của. Tìm như kiểu À. tìm từ nghĩa ấy. Còn À. chỉnh chỉnh chỉ là đường một bao nhiêu, một À. 0.5 với 1.5 thì sao? À. Nhưng mà em phải đọc rõ mấy cái âm ở đằng sau. À. Cái đây phần một chấm thì nè, em nghe không rõ. À, cô bảo Dũng tua 1,075 để em nghe rõ cái phần âm đuôi ấy. Còn không mà mình Ừ, quên ở giao đây có không cô. đây Bone đây structure. có 0,5 thì T. nó chậm một macreensis lived around 71 to 73 million years ago, lâu lắm. about 0,75 là vì 5 to 7 million years before T-Rex, but was similar in size, approximately 40 feet long and 12 feet tall. The finding suggests that more Tyrannosaur species may be discovered, and the T-Rex lineage may have originated in southern regions, possibly on the island of Laramidia, which once stretched from Alaska to Mexico. nó island chỗ này nó nói nhanh, em dùng điện thoại thì nó sẽ ra 0,075 thì chỉnh được 0,75. Còn nghe trên một tức là những cái đoạn âm đuôi là close it. Khi đọc nhanh thì nó nuốt một vài âm, còn có một số âm mình đọc từ từ đó mình thuộc á, discovering hả, là những cái âm đuôi đó em bị thiếu âm đuôi nhiều. Ví dụ researchers em đọc researcher có thiếu chữ s, noticed noticed. Còn khi đọc nhanh á thì nó sẽ được nuốt chữ T đi, bởi vì qua đây đó là một phụ âm. Cô lấy ví dụ nhé. Notice. Notice subtle. Thì chỗ đây là phụ âm nè. Thì từ ST. Vì nếu như một chữ T nó đứng giữa hai phụ âm thì mình được nuốt chữ T ở giữa. Thì chỗ này phải đọc ít nhất phải có từ S nữa. Đó, mình đọc cho rõ cái phần đó nhé. Notice. Âm đuôi á, Dũng đọc chậm chậm chậm, Dũng đọc đủ hết nha. Similar in size, words, em bị, tức là những cái âm phần,
cuối của cái từ đó em không có đọc ra, em quên đọc á. À, giờ cô mới biết trên này có chưa thử nghe không. Ok. Next one. You, mình tưởng tượng là hai tháng trước mình đi go on business trip nhé. You had a business trip 2 months ago. Ha. I had a business trip 2 months ago. When? 2 months ago. 2 months ago. Giống nào. Giống nào. Where? Dạ vâng. Where did you go on business trip? Bác Giang. À, Bắc Giang. Bắc Giang. Who do you who did you go on business trip with? I am business chief with Thọ engineer. Engineer, an engineer, right? Engineer, yes. And one engineer, my company's engineer, with a coworker. A worker, yes. Okay, with a coworker. When did you last Hải Phòng? When did you leave Hải Phòng? When you left Hải Phòng, when? I left I Hải Phòng. left Hải Phòng on At night. Này Sunday. Tuesday Tuesday. Tuesday night, right? Tuesday night. Tuesday When did you arrive in Bắc Giang? When did you night arrive in Bắc Giang? arrive in Bắc Giang on Tuesday night too? Yes. Huh? Okay, so what time 8 p.m. No, No. 6 p.m. 6 p.m. On Tuesday night and 8 p.m. on 8 p.m. on Tuesday night too. Okay. How long did you stay in Bắc Giang? I think 100 km. How long? Quên hầu ở lại quên em nhìn quên đi I stayed in Bắc Giang for one 1 week. week. Where did you stay in Bắc Giang? Where Stayed stay in the hotel, right? yeah à yes. In the hotel. I stayed in the hotel. So did you join the meeting? Join the meeting of a conference? Joined the meeting Join the meeting. or the conference, yes or no? Hội nghị. Yes? Yes or No. no? No. No, I don't join the I meeting. don't I I didn't. don't You said I joined or I didn't join. I I didn't didn't join. join the meeting or the conference. So what did you do there? Tới đó làm gì? Tới tới đâu hả cô? Bắc Giang. Quốc À, biết là quốc anh rồi nhưng mà làm cái gì đó chứ. quốc mentor như là em làm mentor À, thì em làm mentor, em làm gì ở đó? Huấn luyện hả? em truyền bá tư tưởng văn hóa đạo công việc Cái gì truyền bá tư tưởng trong công ty á? không em chưa em làm nhiều thứ lắm Có training course không? quá trên mình Training người ta hay là người ta train em? em trên mình Ghê vậy. Provide the training session.
Training sessions. The new employee hả? Nhân viên mới không? Có cả Hả? cũ lẫn mới. Có cả cũ lẫn mới luôn. To the employees. Nắm quyền sinh quyền sát. Cái gì? Thôi em chiều với em lên đây. When did you left? When did you left Bắc Giang? Mình tưởng tượng Left. là mình rời khỏi xong rồi, chuyện này xong rồi nhá, tiện đi dùng Dạ. theo quá khứ đâu. I left Bắc Giang on. I left Bắc Giang on. Mấy giờ? Không, em ở lại. Không, cái đó là chuyện hiện tại của em. Cô đang hỏi là chuyện xảy ra rồi. 4 p.m. At 4 p.m. on Sunday. 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 Start all Saturday. Tưởng là chuyện này nó xong hết trơn trong quá khứ rồi, cách đây 3 tháng trước rồi. Rồi, when did you arrive? When you arrived? Cô chỉ sẵn cột quá khứ nhé. When you arrived? When you arrived in Hải Phòng again? 6 p.m. 6 p.m. on Saturday. On Sunday. Or you can say on the same day. On the same day. So, you left Hải Phòng at 6 p.m. You arrived in Bắc Giang at 8 p.m. on the same day. Ok. Trả lời lại nè. Lát nữa Linh thay thông tin phù hợp với mình nhé. Dũng nào, when did you go on business trip? When a business trip Trip. 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 trip to Mantua. 2 months ago. Where did you go on a business trip? When on business trip at in Bắc Giang City. I went on a business trip in Bắc Giang City. Business trip. Went on a business trip in Bắc Giang City. Who do you go on a business trip? Went on a business trip with coworker. With a coworker, one more with a coworker. When you left Hải Phòng City. Hải Phòng City at 6 p.m. When did you arrive in Bắc Giang City? on Tuesday night. When I arrived in Bắc Giang at 8 p.m. on How long did you stay in Bắc Giang? the same day. I stayed in Bắc Giang for 1 week. Where did you stay in Bắc Giang? I stayed in hotel. I stayed in a, I stayed in a hotel. I I stayed stayed in a hotel. in I stayed stayed in in. I stayed in I stayed in hotel. What did you do there? What did you do there? I provide the training session to Extra. the assessment to the employee Training. Train. training 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 session. training session To the. session. When did you left Bắc Giang? When you left Bắc Giang? I left. Left Bắc Giang at 4 When did you arrive in Hải Phòng? p.m. on Sunday. I arrived in Hải Phòng on The same day, 6 p.m. on Sunday. arrived in
Lát cô gọi lại em nói từ trên xuống dưới, cô không hỏi nhé. Nói từ trên xuống luôn. Ha. Còn cái chỗ động từ nào em quên thì sai mà kệ không á. Tức là nhìn trên xuống dưới đó một mạch luôn. Linh nè. Linh nè. When did you go on a business trip? Chứ. Yeah. Tưởng tượng. Ừ. Tưởng tượng ra đi. Ai mà I cho. went You work in Hưng on Yên. Hưng Yên, tưởng tượng a xem mình đi Trung Quốc nhé. Ha, business China. Ha, Linh, when did you go on a business trip? When did you go on a business trip? trip. I went on a business trip 3 months Three months ago, went to China. I went on a business trip in China. Who did you travel with? Did you travel alone or with a coworker? I travel alone. When did you left Hưng Yên? When did Left you leave Hưng Yên? Hưng I left. Yên. I left Hưng Yên at 6 a.m. on a Monday. When did you arrive in China? I arrived in China at 10 a.m. À, 10 a.m. on Monday. the next day. How long did you stay in China? How long did you stay in China? Stayed in China for 1 week. One week. Okay. Where did you stay? Where did you stay when you were in China? I stayed in hotel in when I was in China. When I was in China, what did you do there? Did you attend? Did you join the meeting? I joined the meeting. How many meetings did you join? Two meetings. There are 2 meetings I joined. When did you left? When did you leave? This means when you left China. When you left China. I left China. At 5 p.m. 5 p.m. On a Monday. on Monday, and Arrived in five just 5 p.m. on the next day. cái này phải chuẩn bị ý tưởng trước nha. Ví dụ đi thi mà mình không có, nó hỏi mình viết một lá thư hoặc là mới và mình nói trong đầu mình, có từ nào thì mình phải bịa ra câu chuyện chứ không thể nào dựa trên thực tế. Không, mình không có làm mình không nói được là mình không có điểm. Điều trong đầu em không có làm gì hết thì em phải nghĩ ra được từ vựng nha. Nãy Linh không chú ý phải không? Nhưng mà cứ tưởng tượng lên kiểu không có thật, kiểu mình dối nhưng Nhưng mà mình phải tưởng tượng, tức là em không có làm cái đó mà cho nên cô mới cho từ sẵn rồi. Em làm cái này, em nói này, còn này em không có làm cái việc đó. Nhưng mà khi bảo viết thư không phải lúc nào mình cũng làm được cái việc đó, mà là họ bảo mình tưởng tượng ra mình phải viết được một cái lá thư, họ kiểm tra từ vựng của mình ấy. Được chưa? Dũng nào, Dũng nói lại nè. I went on a business. À,
Thế thì nó phải có cái câu này. Kể đi, nói đại đi. I went on. Mà không, em phải nghe. Today I talk you about I talk you about business trip. I went on business trip to Manchester. I went on a business trip in Bắc Giang City. I went on with a coworker. When I left Hải Phòng at 6 p.m. To 6 p.m. I arrived in Bắc Giang 8 p.m. on Tuesday night. I stayed in Bắc Giang for 1 week. I stayed in the hotel. Provide the training session to the employee. I left Bắc Giang at 4 p.m. on Sunday. I arrived in Hải Phòng at 6 p.m. on Sunday. I will talk about. It's okay, but no, you here, so I tell you about, or I talk about Linda. Tell me about your business trip to China 3 months ago, Lynn. I talk about I talk about my business trip. To try. Went to China. I went on a business trip 3 months ago to China. I went on a business trip alone. I left again at 5 a.m. on Monday and arrived in China at 5 p.m. on Monday on the same day. I stayed in China for 1 week and I stayed in a hotel when I was in China. I went on a business trip for join the meeting. I left China at 5 p.m. on Monday and arrived in Nguyen at 5 a.m. on the next day. Là xuất hành thứ hai đến thứ hai mà về lại thứ hai đến về lại xuất hành về thứ hai Đúng về. rồi Cho tuần. nên Đúng rồi tuần rồi. khi đi thi là viết hoặc nói là phải hợp lý thời gian nha. Ha. Ví dụ mình dùng Monday thôi, mình nói mình đi 3 ngày hay 4 ngày hay gì đó cũng được, nhưng mà thôi hiện tại mình nói gì đi, nhưng mà sắp tới là mình phải thêm từ nữa. Ví dụ mình sẽ kể luôn là tôi bắt chuyến bay lúc mấy giờ, tới sân bay tôi phải làm gì, đợi thủ tục gì đó đó gì đó, đó. Sau này nói tiếp. Look at the picture. Look at the picture in your book. Picture one. Picture one. How many people, Dũng? Many people.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 people. Okay, 9 people. 9 people in the picture. Where are they? They are inside or outside? Where are they? They are Inside or outside? I'm inside. If I go out, it means I'm outside to meet other people. outside, outside. They are outside. What are they doing? I think people meet. Meet. Meet what? The Gặp category. nhau, Gặp nhau sao nữa? nói Và chuyện, làm gì? Nói chuyện xong làm gì? talk They talk together. They talk together. There are 9 people in the picture. They are inside. They know they are outside. They stand. They are standing, right? Miêu tả người là dùng hiện tại tiếp diễn nhé. Họ đang làm gì đó nhé. They are standing and discussing in a group of 3 or group of 3 or 2. What are they wearing then? They are wearing casual clothes or formal clothes. Casual clothes or formal clothes. Formal clothes. Casual clothes Thì là cái đó. former They are wearing formal clothes. clothes. They are wearing former Formal clothes. They are discussing. Ủa, nhắm cái gì nữa rồi? They are discussing what are they holding in their hand? What are they holding? Hoàn cảm gì nhỉ? cả đừng holding cả cả tôi đúng Files. sao vào sao lúc họ cầm một cái cạc mà cũng và hoặc là một cái Đây à, file em nhìn thấy hả? vâng Người sao? Không đóng người thì sao? đó they are họ cầm file. Some of them nhé, một số người thôi. Some of them holding. Cô dùng holding của mình nhớ thêm to be là are là is nha. Holding files. Một số người mặc gì nhỉ? Nhìn vô thấy là mặc gì? Wearing. Formal clothes. Một số người mặc áo Formal vest. formal clothes. Wearing a vest. 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 Cô thấy là vest nè. Còn một số người thì mặc shirt. Áo sơ mi. Áo sơ mi. Rồi. Họ có một điểm nào là làm gì nha? Họ đang discuss nhé. Họ discuss trong nhóm 2 hoặc là 3. Và họ đang làm gì với nhau? Nói chuyện chatting Discussing đó. They are smiling to each other nhé. They are discussing. They are smiling to each other. Tức là từng cặp với nhau á. Each other. Smiling each other. Còn không thì mình có thể miêu tả 2 người giữa chứ. Thôi mình chưa học kỹ đâu. Nói được nhiêu đây là ghê lắm rồi đó. Hết hết giờ 45 phút miêu tả tranh. Dũng nè. Nói đi sang một kệ cô không kia nhé. Look at the picture and tell me what can you see? I see nine people. I Many see buildings. Buildings. What else?
Nói đi, cô cho từ vựng nói sẵn rồi. People people outside, many people standing and discussing a group of three or two people smiling to each other. Some of them holding ferrous Virus. file. Some wearing a vest or such. Còn cái kia nữa. Còn nghèo nữa cô. À. Formal clothes. Former, à, former, Formal clothes. form. Còn cái này là background nhé, cái phông nền đó. In the background I can see many tall buildings. Tall buildings. Mô tả trên mình nhìn phần trước chứ ha, ở bức tranh chính diện nè. Rồi, in the picture I can see Linh nè. Em nói đi, không There are nine people. yeah. There are nine people in the picture, and they are all standing and discussing a group of three or two. They are smiling to each other. And they are all people are wearing formal clothes. Some of them wear some of them wearing a vest, and some of, and some another people wearing another people are wearing socks. Some of them are holding file, holding file, and some là some of them smiling to each other. Ok, tạm thời vậy đi. Tức là đầu tiên em nhìn vào, đi thêm bí quá, em nhìn vô trong cái bức hình nó có cái từ gì đã. Đầu tiên mình phải tìm từ trong bức hình nè, còn sau này mình tả theo thứ tự đó tính sao nhé. Dũng nhìn vô tranh tìm cho cô từ em biết được nè. Cô giao cho lại Dũng cái khúc này, Dạ vâng, em á. Dũng bên này, còn Linh bên này. Dũng nè. Flower. Flower, vase of flower. What One else? One girl. Who is she? girl. She is a... See. Thì đúng là girl. Ngồi đó là làm công việc là gì? Tiếp tân là gì nhỉ? Dạ. Lễ À, tân là gì? lễ tân. Lễ tân là cái gì nhỉ? Để em nhớ lại. Re... Cô để em tự Re... nhớ. Lễ tân. Lễ tân là hình như Nhớ reception. dữ chưa? Reception. Sit. Receptionist. À, em tưởng reception. À, quên quên đấy. Receptionist. So, at the reception. Tại quầy lễ tân có nhân viên lễ tân, receptionist. Receptionist. What is she doing? She is working. Right She is working on the computer. Working on the computer. Cô ghi chữ in rồi nhớ dùng she is nhé. Working on the... Tại vì đi thì em không có được viết từ đâu, trong đầu em nó phải 45 phút em phải tưởng tượng ra em sẽ nói cái từ gì sau một sau sau đây 45 giây. Sau 45 giây em bắt đầu nhìn vô tranh em nói. Và trong đầu mình phải lập trình ra một số từ thôi, em không thể nào ngồi nhớ hết câu đâu. Bóc từ ra trước thôi. Computer. Working on the computer. Bức tranh này mình miêu tả từ trái sang phải ha. On the computer.
Rồi, tóc nhỏ này màu gì đây? Màu yellow. À, yellow hair đúng không? Không có nói yellow, fair hair. Fair hair nhá. Có màu bên này. Fair hair. She is wearing a dress. What color is her dress? The rest color A black dress. black. Black, Sitting on a yeah. Sit on the chair. Sitting on a chair. The far I think have có cái bản Căn bản là sao? nè Là sao là sao? border À đằng sau hả? Sao cô ấy hả? the far và đằng sau cô ấy À đằng sau cô ấy. Cái này không phải đằng sau đâu, nó ở cái phía bên kia nữa. Không em miêu tả tới đây là mất hết hai 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 mươi hai mươi hai mươi 20 giây rồi, còn 25 giây nữa cho Linh nè. Nhớ có 45 giây để nói thôi. Miêu tả cái gì mà nó thật ra là ở trong này không phải là đằng sau lưng đâu, theo cái quy luật xa gần thì cái đó nó nằm ở phía bên tay trái của cô ấy nữa. Bây giờ mình nhìn là cô ấy ở reception là được rồi, và nhớ bức tranh nói cho cô là the picture nhé. It can be seen that ha. It can be seen that, có thể nhìn thấy rằng the picture is taken in the office. Bức tranh này được chụp ở trong văn phòng. Được chưa? Rồi Linh nè. Phần tiếp theo của Linh nè. Two people. Two people. Đâu đây They sao? are standing. Sao? And shaking hand. Standing and They shaking are shaking hand. làm gì nữa nè? They are À, they are smiling smiling, to each other. smiling to each Đây other. là Có cộng điểm chung nữa là gì nhỉ? wearing formal clothes. Wearing formal clothes. Mình không biết thì mình nói là wearing formal clothes. Còn mình biết thì mình nói là wearing suits. Suits hoặc là vest nhé. Là đồ vest á. Tiếp. Còn nha. A man is holding a locket. À, cái này là cái Man is... Cái này là cái vali. vali á, briefcase. Để cô check lại briefcase vali nha. Vali nhé, briefcase. The man is chết rồi, mất hết từ rồi. Ở đâu? Không không chưa mất đâu, chéo vào đây lát hồi bấm nhầm mất hết từ. Cô ngồi gõ lại một xíu ở bên đây nè. The man is wearing holding The man is holding hoặc holding là a locket. nó có nghĩa là Sao cái biết? Tại em đựng đồ quá. Cái này là cái này gọi là sao cái giờ gì cô không biết nữa, tiếng Anh gọi là briefcase. Cái gì Dũng biết nha? cây Cặp hồ sơ đúng không? à. Briefcase. Không biết tiếng Việt gọi là gì cô không biết nha. White. Cái hồi đó đời hay gọi là cặp thôi chứ chả biết cặp gì đó. Briefcase. Briefcase. Clip Briefcase. clip Rồi. thôi Còn một cái nữa. In the background mình còn có thể nhìn thấy gì nữa? Bóng dáng của anh. để con về thì vẫn về được nhưng mà There's also giao men đây. The man. Ông giao đang a làm gì? man Sitting in sitting in the room. the room. Room.
Ở chỗ này là in the background nhé. In the background là ở cái ví đằng background là ví dụ em nhìn cô nè, background cô là phía sau cô lại hả? Rồi in the background hả? Days also in the background. Rồi Dũng nói nè, em cứ nói đi, ngữ pháp sai hay không về nhà mình sửa, tại vì phần này về nhà cô cho làm lại mà. Không, mình nói Yes. nghe nè, hôm bữa em hỏi cô là hiện tại không có tài liệu mà để dạy nói với lại gì để biết đâu, mình phải tập hợp từ nhiều nguồn á, mình chỉ có thể học rèn cái kỹ năng xong rồi tới thêm lấy đề thi mà mình giải thôi, chứ không có sách nào mà nó từng phần kỹ cho mình cả. Rồi Dũng nói đi, cửa gì đây, Dạ vâng. câu này là câu thủ tục nhé, câu thủ tục nè. Rồi nói nè. It can be seen that the picture is taken in the office and of a flower receptionist At the reception. Ủa gì đã giống? Nói nguyên câu. Cô nói mẫu nhé, cô nói mẫu nhé. và ngâm chữ biết Cô nói. nói mẫu. Cô nói lại nè. Cô nói lại nhưng mà mình nhớ được bao nhiêu mình nhớ không sao nhé. Dạ vâng. Tại vì em không nhớ em im luôn, đi thêm không có điểm. Thế là em nói được cái gì em cứ nói nhé. À, rồi. It can be seen that the picture is taken in the office on the left. On the left at the reception, there is a vase of flower on the counter. Cái quầy nhé. On the counter, there is a receptionist working on the computer. There is a receptionist sitting on a chair and working on the computer. She has fair hair. She is wearing a black dress. Black dress. Black dress. On the right, there are two people standing and shaking their hands. They are smiling to each other. They are wearing formal clothes. They are wearing suits. The man is carrying a white briefcase. On the background, there is also a man sitting in one room. In the background, there is also one man sitting in the room. Linh nè, Linh nói trước hay qua dùng? It can be seen that the picture is taken in the office on the left picture there is a receptionist see working on the computer. She has fair hair and wear a black dress. She is sitting on the chair. On her left, they one they one they a flower Under and on the right of the picture there are two people are standing there are two people standing and shaking their hand they smiling to each other right. they all of them are wearing wearing formal clothes. The man is carrying Briefcase. 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 And cô kéo lên trên cô không nhìn thấy gì.
In the background, there also a man sitting in the other they also a man sitting in the other room. Cái lúc em nhìn là em nhìn hình hay em nhìn chữ chứ? Em sẽ nhìn hình xong quay về Đúng chữ. rồi. Đúng rồi, nên nhìn hình trước nhé. Nhìn hình xong mình muốn nói gì mình quay qua mình nhìn chữ. Cái chỗ mà ribcage em Còn nói cái là quay. nào em quên rồi thì em Không, cái nhìn hình xong chỗ nào không biết thì nhìn qua đây. The ribcage là ông carry nhé, không có dùng wear đâu. Wear là ông mặc vào, còn carry là ông cầm theo. Dũng nè. I can be seen that picture. I can see on the Không last biết xin đó. picture. No, no, no. I have Dũng, Dũng. that. Dũng nói lại từ đầu nè. It can be seen that the picture is taken in the office. Lại nè. It can be seen that the picture is taken in the office. On the last picture, I can see under reception. Have a receptionist. She has fair hair and black dress. She working on the computer and sitting on a chair. I can see flower on the right picture. There are two people standing and kissing their hand. They are smiling to each other. They are wearing formal clothes and carrying a white Briefcase. Brief. briefcase case. In the background, there is also a man sitting in the other room. In the other room, in the other room. Briefcase. 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 Close. Close. Okay. Cô sửa phát em cứ về ghi âm nhé, rồi sửa phát âm từ từ lên. Còn kiểu là mình đang lớp học mình nói thôi, cô không sửa phát âm, cô chỉ sửa phát âm cái phần phát âm là mình luyện nha, còn lên lớp thì một vài từ nó gây lộn mất thì sửa thôi. Còn mấy cái từ kia nó chưa có đúng lắm thì từ từ mình cải thiện dần dần lên. Từ tuần này trở đi là có bài viết bài nói ngắn về nhà nhé. Chưa. Khi đi thi nè, khi đi thi nha, trong đầu em chỉ được xuất hiện từ thôi, em chỉ được xuất hiện từ thôi, receptionist, em chỉ được xuất hiện từ này nè đó, computer, rồi fair hair, rồi chair đó, xong rồi tới đó mình phải bật ra nói. Thì trong cái lúc mà em với Linh nói có sai ngữ pháp cô không sửa đâu, từ từ em sẽ tự sửa. Sửa là hết luôn, không có giờ nữa. Rồi phần này lát nữa cô dặn về nhà chưa. Cô cóp lại, bác cô nhấn ngầm một cái tắt hết. Rồi. Và mình sẽ, hồi nãy cô bảo là in the picture I can see á, thì mình chuyển thành it can be seen nhé. Nó có thể được nhìn thấy rằng, cái câu này nó không có nghĩa đâu. Nó chỉ dùng để giới thiệu cái bức tranh thôi. Và mình sẽ không dùng từ ai trong này nữa. Ha, mình không dùng từ ai nữa, mình sẽ dùng cấu trúc là người nào đó đang làm gì hoặc là có gì thôi. Mình sẽ không dùng từ tôi trong bức hình nữa ha. I can see, bỏ từ đó đi. It can be seen that. Giống như là I can see á, nhưng mà mình không có nói là I can see, mình nói là it can be seen that. Rồi, the picture is taken in the office. Ví dụ như cái bức tranh lúc nãy á, mình sẽ nói là gì? It can be seen that the picture is taken outside. Tại sao bên này cô lại miêu tả từng người? Tại này ít quá. Mình miêu tả người cho có. Và bên này mà em miêu tả từng người là em không đủ giờ. Bức tranh này miêu tả từng người thì mình không trả hết được, mình trả lời chung thôi. Ha.
họ đeo bảng tên, họ mặc vest, họ đứng thảo luận theo cặp theo nhóm, họ đang cười với nhau, họ đang thảo luận cái gì đó. Nhiều đó thôi là mất hết 30 giây của em rồi. Xong rồi em miêu tả thêm ngoại cảnh là đằng sau có những cái tòa nhà, rồi bầu không khí như thế nào, đó là một ngày trời nắng đẹp gì đó, trong vòng 45 giây. Nãy giờ hai đứa nói bị nhiều cho nên chắc cũng mất tầm hơn phút á. Rồi tiếp nhé. Phần này cô dặn về nhà làm rồi đúng không Dũng? 6.5 nè. Dạ vâng, quá. Mình nghe lại lần nữa nhé. Cái lúc cô bật record đi nghe lại á, không phải là để em check đáp án đâu. Mục tiêu của cô á là mình ngồi mình nghe lại cái phát âm của cái bài đó. Dạ vâng. Ok. Biết là hai đứa về nhà có nghe nhưng mà nhiều khi ví dụ như nghe lần xong ra đáp án rồi. Cứ lên mình cứ nghe thôi. Lâu lâu cô ngồi cô luyện phát âm cô cũng phải ngồi bật lại xong xem cái từ đó mình có phát âm sai từ nào không. Bài tập càng ngày sinh nó sẽ càng nhiều nhé. Giống như em nói là cô em thấy bài tập càng ngày nó càng khó, vậy thì tất nhiên nó càng ngày càng nhiều ra. 6.5. Can I join you? Yes, of course. I hear you work for GST. Yes, that's right. My name's Simon Turing. I'm with Tulsa Filters. You're one of our customers. Ah, yes. Pleased to meet you. I'm Natalie Anderson, and this is my colleague, Brent. Nice to meet you. And you. So, what do you think of the conference? The conference? Very interesting. Do you come here every year? No, this is my first time. But Brent here is a regular. Do you know a lot of people here, Brent? No, not many. The faces change every year. Would you like another drink? No, thanks. No, thanks. I'm fine. Well, please excuse me. I need to go to my room before dinner. Sure. See you later, maybe. Dũng đọc phần bên A, Linh trả lời phần bên kia. Dũng reach for number 1 to 8 and then tell the answer for sample. Dũng đọc bên này nhé, Linh đọc bên kia nè. Dũng nè. Em học đọc bên tay trái hả cô? Đúng rồi. Dạ vâng. Can I join you? Yes, of course. You work for GST. Yes, My name's that's right. Simon Turing. Dạ. Please to meet you. What do you think of the conference? Very interesting. Do you come here every year? No, it is my first time. Do you know a lot of people here? Not many. Would you like another drink? Please excuse me. Cậu bảy chưa trả lời kịp luôn á. Còn Toàn câu thành Ô, em câu tưởng bạn phải. đang có ngồi. Mình chưa đâu xong. Please excuse Please excuse me. me. Sure, see you later, maybe. Please excuse me có nghĩa là anh xin lỗi nha, bây giờ tôi phải đi rồi nè. So please excuse me tiếng Việt mình hay vậy, excuse kiểu là tha thứ cho tôi hay gì đó, tức là tôi không có làm gì sai trái gì đó, chỉ là điều em đang đứng đây, Dũng nó muốn tới đi ngang qua, nó bảo Linh ơi, nhường đường cho mình nha, please excuse me, cho tôi đi trước nha hay gì đó, chứ không phải là ha excuse me. Mọi người hai đứa đang nói chuyện, xin lỗi nha, giờ mình phải đi rồi ha, please excuse me, sure see you later maybe. Đọc cho cô cái phần key expression. Đọc qua lần cho biết nhé. Start a conversation. Dũng nè. Mẫu câu dùng để start a conversation. Bắt đầu nè. Dạ vâng. Can Dũng. I join you? I hear... Dạ, em đọc hết rồi cô. Hết rồi. Hết rồi.
hear you work for. Ừ. Is this your first time? Ừ. What do you think Như Karen nè. Offering giúp, đề nghị giúp người ta cái gì nè. Can I help you? Ok. Can I help you something? Ok. Would you like another? Ừ. Please take a seat. Yes. Please go. Please go in and take a seat. Take a Please. seat, what does it mean? Chắc Dũng, Dũng is sitting in the mình room. ngồi đây. Please knock the door. Anh Dũng say please go in and take a seat. Biểu gì á? Tìm chỗ. Ngồi, mời ngồi, mời ngồi. Please take a seat, mời ngồi. À. À, mời ngồi. Hôm nay nãy em bảo là làm ơn mình đi kiếm cái chỗ nào ấy đi. À, em thấy ở trong sách ấy, cái đoạn văn ấy, cái đoạn nghe ấy. Please take a seat này. Thế cà xít là ngồi đi, mày ngồi á. À, em tưởng mình đi kiếm đại chỗ nào ngồi. Ok, respondent với người ta đề nghị làm gì? Đồng ý ha. Yes, please. Yes, of course. Yes, that's right. Hỏi đúng không? Yes, that's right. Hỏi là phải uống nước không? No, cuối cùng là mình muốn kết thúc này. Mày nói đâu? Tao đi về đây là tiếng Việt rồi, tiếng Anh. Please excuse me. Please excuse me. Nice talking to you. See you later. Nice talking to you. See you later. Take a seat. Kiếm chỗ nào ngồi đi à? Ủa nhưng mà Vâng. tiếng Việt của mình nói là kiếm chỗ nào ngồi đi luôn hả? Phải Vâng. không? Ở tiếng Việt nghe bảo là em mời em ngồi mà. Đúng không? Go in là mời vào, mời vào. Ví dụ hỏi là ở đây có chỗ ngồi không? Có, ở đây có ai ngồi chưa đấy? No, please take a seat. Không, cứ ngồi đi. Mời ngồi. Còn gõ cửa. Who come in and take a seat. Vào đi. Mời ngồi. Take a seat. Take a seat. Okay, the next one. Không biết bằng cô. Đọc cho cô một ít đi, rồi xong cô giao bài tập về nhà. Đọc số lại nhé. 3 Vâng. billion. 3 billion. 150 One, billion. one 150, hundred and billion. fifty billion. 30%. 30%. Percent. Ha, Percent. percent, Percent. percent. 1971. 1971. 1990. 1990. 98. Nineteen 98. And 75. 75%. Cái này số gì vậy? 1, 2, 3. Ủa cái này gì vậy? Con số sao mà đúng không? Ok. 29 29% percent. 20 20 mil. 20 million. 20 million. Cái phần phát âm phải rèn dần dần nhé. Nếu mà với phát âm mình hiện tại của hai đứa á, đi thi sẽ được B1 thôi, còn muốn lên B2 là mình phải 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 rèn sao để mình đi dạy được cho người ta á, Dũng. Cái phát âm của mình phải dạy được cho người ta đó thì mới lên được B2 ha. Rồi bài tập về nhà nè. Đợt này hôm nay cô không gửi thư nhé. Cái phần thư đợt trước Dũng hỏi cô á là không có sách TOEIC, nó không có. Trong cái phần thi IELTS nó có hai phần, một thi IELTS dành cho những người học thuộc, một phần thi dành cho những người đi làm việc ở công ty môi trường nước ngoài. Thì cái phần IELTS của loại số IELTS mà nó có hai loại đề thi nha, thì cái loại thứ hai đó nó giống đề thi TOEIC, cho nên cô mới lấy từ song sách IELTS cô cắt ra, chứ đưa vô em cũng nhìn vô cả đống sách đó để nhìn không được. Cô gửi từ từ thôi. Tức là mình xem cái gì nó cần cho em sau này thi thì cô sẽ đẩy vô.
Đây, hôm nay làm bài nè. Thứ nhất là viết từ. Ha. Gửi bài đúng giờ nha hai đứa này. Nãy Dũng gửi về cho cô chưa kịp đọc luôn á. À, Linh em không có cái phần em không đọc được trên điện thoại hả? Tu 1,075 để đọc cho nghe rõ cái phần âm đuôi ấy. Hả? Hay có bạn kia bạn biết được âm đ mà bạn không đọc được âm đ, đọc thành âm ca không à? Bạn biết âm đó là âm đ mà nó đọc ra thành âm ca. Em tu 0,75 để đọc nhé. Dũng đọc rõ từng âm luôn á. Tại cô không muốn, không phải bắt mình đọc hay đâu. Đó, đầu tiên phải đọc rõ, sau đó em mới đọc đúng. Đọc đúng, đọc rõ sau này nó mới hay sao? Tu 0,75 thôi, hồi nãy không, hồi nãy 1.0 nó chạy nhanh và em không nhận ra được âm đuôi ấy. Cho nên em đọc là mất âm đuôi hết. À, cứ đọc từ từ thôi, sau đó mình mới nghe được cái phần cao nữa. Thứ nhất viết cho cô phần bài, hôm nay cô không gửi thư là do có bài mình phải viết. Viết nè. Thứ nhất là chuyến đi công tác, tưởng tượng ra nha. Tưởng tượng ra, khi nào em viết quen rồi thì cô mới nâng từ cấu trúc cho cao hơn cho mình viết. Chuyến đi công tác nè. Cái chuyến đi này phải viết cho cô một bao nhiêu nhỉ? Hồi nãy mình viết cái đoạn đó được bao nhiêu nhỉ? Để cô có cái từ này cho vô trong hộp chat luôn. Trong cái này luôn, về nhìn cái phần này viết nhé. Để coi như đây hết bao nhiêu từ. 80 mấy từ rồi, mình cộng thêm từ nữa. Viết cái chuyến đi cho cô. Hai đứa đừng có dùng một ngày viết một lần. Tại vì mình học thứ bảy chủ nhật ấy, cho nên là phải làm bài chia ra chuyến đi công tác nè. Tầm 100 từ nhé. 100 từ có nghĩa là em được quyền viết khoảng 90 từ, 100 từ hoặc là 101 từ. Viết xong đừng có chụp giấy nhé. Hai đứa viết ở hình thức này nè, ở hình thức tin nhắn xong rồi gửi vào Zalo thì cô mới có thể copy, thì cô mới sửa bài ngay trên cái máy cho mình được. Còn hai đứa viết giấy là cô rất là khó sửa. À, viết giấy hay viết gì không biết, nhưng mà cái lúc gửi là gửi hình thức tin nhắn trên Zalo nhé. Phần thứ hai, miêu tả tranh. Hai bức tranh cô gửi nhé, cô gửi lại hai cái bức tranh màu nhé. À, phần miêu tả tranh trong này có từ sẵn rồi, em về em hình thành một câu và chỗ nào mà cô trúc sai thì cô sẽ sửa cho mình. Miêu tả hai tranh nhé. Rồi, để hạn chế mình lười viết thêm một tranh viết cho cô khoảng mình sẽ viết khoảng từ 6 cho tới 10 câu trong một bức tranh nhé. Em viết khả năng của em viết 10 câu thì em viết 10 câu, khả năng của em 6 câu thì em viết 6 câu. Nhưng mà nên viết 10 câu, tại vì đi thi trong đầu em nó sẽ đọng lại một lứa thôi. Cái phần video hai đứa không 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 xem được đúng không? Cô chuyển cái phần khác nhé. Rồi ghi âm nhỉ. Ghi âm một bài trong cái app Easy English. Rồi có gì hỏi thắc mắc không? Không ạ. Giống. À, Dạ không. cô gửi bản từ vựng lên lịch chép từ nha. Đừng... Cái phần tranh này, cái phần tranh với chuyến công tác hai đứa phải gửi cho cô trước 3 ngày cô mới chấm kịp. Vâng. Vậy thì cô cái phần Easy English với lại viết từ á thì tới buổi học em gửi cô bản, cô lướt qua cô nhìn thôi. Còn cái phần tranh thì em phải gửi cho cô chậm nhất vào ngày thứ mấy, ngày 3, ngày thứ từ 5, 6 em phải gửi cho cô chậm nhất là vào ngày thứ tư. Em viết cái đó trước thì tại cô trên lớp mình làm rồi, em về em chỉ làm lại thôi. Em có thể xem lại video cũng được, chậm nhất vào thứ tư thì cô mới xếp giờ cô chấm bài kịp cho mình nhé, được chưa? Dạ vâng. Rồi cái phần âm đuôi lên nhé, bật ra nha. Rồi cô tắt nha, nghỉ nhé. Bye bye, see you. Okay.